Chương trình này được bảo trợ bởi Anh Tuấn Web Design, đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply. 714-251-2161. Thổ Dược Học Orange, the best deal in town. 877-808-6470. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tin tức công nghệ được phát sóng trên làn sóng của Little Sài Gòn TV 57.7. Quý vị ơi, đây là chương trình tin tức về công nghệ sẽ được phát sóng với quý vị khán thính giả vào mỗi buổi chiều theo giờ Nam California là từ 6 giờ cho tới 6 giờ rưỡi chiều. Và điều đó đồng nghĩa với việc ở các tiểu bang khác hay là ở Canada, quý vị hãy bật chương trình này lên xem vào mỗi 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi tối quý vị nhé. Và cũng đồng nghĩa với việc quý vị nào muốn xem lại chương trình này thì có lẽ lên trên trang mạng YouTube hoặc là Facebook Huỳnh Anh Tuấn. Kính chúc quý vị một ngày thật đẹp và cùng đến với chúng tôi trong những bản tin công nghệ mới nhất đã được diễn ra trong tuần vừa qua mà điều mà quý vị sẽ rất là ngạc nhiên trong ngày hôm nay đó là quý vị đã từng nghe tới những hãng vận chuyển, ví dụ như các hãng bán lẻ, kể cả Amazon hay là 7-Eleven, người ta đã rò rỉ ra những cái thông tin rằng họ sẽ sử dụng máy bay không người lái để làm công cụ và phương tiện để mà vận chuyển những cửa hàng của quý vị từ trung tâm, từ những cái warehouse đến nhà của quý vị chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng mà bây giờ là một cái video được quay và được hiện thực hóa bởi công ty hàng đầu về vận chuyển UPS. Và quý vị hãy cùng xem cái sự độc đáo trong đoạn video này, đó là chiếc drone, tức là máy bay không người lái, không xuất phát từ ở những cái warehouse mà nó xuất phát từ trên nóc của những chiếc xe vận chuyển UPS. Theo như người đứng đầu của cái department mà sáng tạo ra cái công nghệ này cho biết đó, cái chiếc drone này được đặt tên là The Horse Fly, tức là con ngựa bay. Nó sẽ được gắn lên mỗi cái nóc của những chiếc xe vận chuyển UPS. Và khi thay vì đó, người nhân viên của UPS phải đến từng nhà của quý vị, thì bây giờ họ chỉ cần lái chiếc xe đến ở một trong khu vực nào đó thôi. Họ ngừng lại và họ bắt đầu vận chuyển hàng bằng cách thiết lập những cái con số trong hệ máy điện toán để những chiếc drone này có thể vận chuyển từ chiếc xe đến tận cửa nhà của quý vị, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và những cái chi phí về xăng cộ và kể cả tiền nhân viên nữa. Đây là một ý tưởng hoàn toàn có thể được thực thi. Họ nói rằng những chiếc drone này đó có thể đưa và vận chuyển những gói linh kiện lên tới 10 pound. Họ nói rằng hơn 80% những linh kiện được giao cho những ngôi nhà và những người dân cư trong vùng đó, nó chỉ trong khoảng từ 5 cho tới 7 pound mà thôi. 10 pound là một con số khá là lý tưởng. Đây là hình ảnh cho chúng ta biết được người nhân viên UPS chỉ cần bỏ gói hàng vào ở phía trên nóc trên của chiếc máy bay không người lái drone. Và điều gì sẽ xảy ra? Ngay lập tức một cái hệ thống điện toán sẽ kích hoạt cho chiếc drone này đến đúng khu nhà, đúng cái người mà muốn nhận nó. Và chỉ cần một nút bấm mà thôi thì mình giống như là trông giống, rất giống như những bộ phim viễn tưởng. Mà đây là chiếc máy bay được đáp ra từ trong một cái tiểu hành tinh nào đó, quý vị có thể tưởng tượng ra. Đây là một cái công nghệ mới mà UPS nói là họ có thể dễ dàng xin phép của chính quyền cơ quan của mỗi tiểu bang. Tại vì cái đường khai thác cái đường bay của những chiếc UPS máy bay không người lái này đó, nó ở trong tầm ngắn và lẽ dĩ nhiên họ sẽ bảo đảm được các vấn đề về nguyên liệu, pin chạc và các vấn đề về pháp lý. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ thấy được, mặc dù có những cái lỗi trục trặc xảy ra trong quá trình thử nghiệm, tuy nhiên thì họ nói rằng họ vẫn đang tiếp tục hoàn thành nó và hy vọng là quý vị sẽ thấy những chiếc UPS drone ở trên không trung trong một vài tháng sắp tới.
Khi mà những cái tin tức về những chiếc iPhone của quý vị khán thính giả đó, thì bây giờ chúng ta mẫu iPhone mới nhất là iPhone 7 hoặc là iPhone 7 Plus, đúng không? iPhone 7 hoặc là iPhone 7 Plus, màn hình to. Nhưng có nhiều nguồn tin và những cái đoạn video concept, những đoạn video concept là những ý tưởng được đưa ra bởi những nhà thiết kế và kể cả những fan hâm mộ của bên phía Apple, người ta đưa ra và người ta cũng mường tượng hóa những hình ảnh cho thấy được chiếc iPhone 8 sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì có thêm một cái nguồn tin rất là uy tín của bên CNET đó. Họ nói rằng ngoài những hình ảnh rất là đẹp và sắc nét, ngoài ra đó thì iPhone 8 còn bị trang bị một cái công nghệ mà độc đáo nhất từ trước tới nay, thưa quý vị khán thính giả quý vị. Đây là đoạn video concept giới thiệu iPhone 8. Thoạt nhìn đó, chúng ta tưởng tượng đâu đây là một chiếc điện thoại của những người ngoài hành tinh. Toàn bộ mặt kính đã được trải dài ra hết toàn bộ gần như 95% cái diện tích bề mặt. Và những cái phím bấm, nhất là cái nơi lấy dấu vân tay của quý vị, thì sẽ không còn nút home vật lý mà thay vào đó sẽ là một cái đường kính cảm ứng. Ngoài ra, nó sẽ kích thích và cũng giống như là tạo một cái sự tối đa trong cái việc quý vị chụp ảnh và màn hình sẽ hiển thị trông đẹp và rộng hơn rất nhiều. CNET, người ta còn đưa ra một trong những công nghệ mà họ nói là đây là cuộc cách mạng thêm một lần nữa của Apple. Apple iPhone 8 có thể sẽ được trang bị một cái tính năng có nghĩa là nhận dạng khuôn mặt của quý vị thay vì dấu vân tay. Nếu như chúng ta tưởng tượng ra trong những bộ phim về Điệp viên 007 hay những bộ phim nào khác đó, thì tưởng chừng như viễn vông. Tuy nhiên thì có thể trong năm nay hoặc sang năm, iPhone sẽ giới thiệu công nghệ này ra. Điều đó đồng nghĩa với việc là quý vị không cần phải sử dụng cái tay hoặc dấu vân tay của mình để kích hoạt hay đồng ý cho bất kỳ những cái thao tác nào cả. Mà đơn giản, khi mà quý vị thực hiện một cú giao dịch hay thực hiện một sự đồng ý, chỉ cần nhìn vào đúng cái camera mà thôi, thì chiếc iPhone 8 sẽ tự biết được là à, đây chính là chủ nhân của mình. Và mình phải làm gì đây? Đồng ý tất cả những gì mà chủ nhân ra lệnh. Đó là theo tin tức của bên phía CNET. Hoàn toàn có thể tin tưởng trong tương lai sắp tới quý vị nhé. Trong khi đó thì lại thêm một công nghệ mới cũng sẽ được đưa ra. Hiện tại bây giờ công nghệ mà mới nhất mà đã được rất nhiều người, tất cả quý vị sử dụng các mạng điện thoại hoặc mạng viễn thông đó, đó là công nghệ về Internet 4G hoặc là LTE, phải không ạ? 2G tức là 2G nó quá cũ rồi, 3G cũng vậy, 4G đang là công nghệ mới nhất. Nhưng Intel và Qualcomm họ cho biết là sẽ có 5G, hệ thống truyền dẫn Internet tốc độ thứ 5 sẽ được ra mắt trong những khoảng thời gian sắp tới. Theo đó thì công ty công nghệ sản xuất chip bán dẫn Qualcomm sẽ giới thiệu một cái loại chip để giải mã và kích hoạt các công nghệ của Internet 5G. Có tên gọi con chip này là Snapdragon X50. Ngoài ra đó, Intel cũng không thua kém. Họ cũng cho biết là trong thời gian sắp tới, họ cũng sẽ cho ra mắt một con chip để chạy Internet 5G. Điều đó đồng nghĩa với việc Internet 4G sẽ không còn phổ biến. Và khi quý vị xem bất kỳ những trang hình ảnh, bất kỳ những đoạn video nào hoặc truyền tải dữ liệu cho bạn bè, thì 5G nó mạnh gấp 100 lần. Tốc độ Internet mạnh gấp 100 lần so với những gì mà Internet 4G mang lại. Qualcomm nói ra cái tốc độ trung bình của Internet 4G đó, mình gọi là 4G đi. Ví dụ như quý vị nào hay dùng cái danh từ gọi là 4G đó, thì cái tốc độ ở ngay tại Hoa Kỳ này trung bình chỉ có 9.9 megabit mỗi giây mà thôi nha. Hoặc là cao nhất đó thì nó chỉ trong khoảng từ 13.5 megabit mỗi giây mà thôi. Tuy nhiên 5G ra mắt nó sẽ không có giới hạn tốc độ, và tốc độ của Internet này có thể lên tới, quý vị có thể tưởng tượng nổi, 5 gigabit per second, tức là nó gấp cả hàng trăm hoặc thậm chí là cả hàng ngàn lần so với Internet 4G. Là dĩ nhiên, trong tương lai chúng ta sẽ có công nghệ này
Và thường thường đó, quý vị khi sử dụng một cái phone, quý vị không biết được là phía bên trong của cái phone hầu hết đó, được tích hợp của những con chip của hãng Intel hay là hãng Qualcomm ở dưới San Diego. Thì đây là những con chip này rất là quan trọng. Nó sẽ đáp ứng một cái vai trò là giải mã cái mạng điện thoại hoặc mạng Internet của quý vị ra đúng với tốc độ mà quý vị mong muốn nơi chiếc iPhone hoặc là smartphone của quý vị. Đây có vẻ như là một tin tức khô khan, nhưng đó là nguồn cảm hứng và sẽ là cuộc cách mạng trong thời gian sắp tới mà đem lại một cái công nghệ mới từ Intel và hãng chip bán dẫn Qualcomm. Trong phần 2 của chương trình này, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả với những phần tin tức rất là độc đáo và mới lạ. Hãy nhắc và hãy một cái công nghệ cho chú chó của quý vị biết nói chuyện, hay là chiếc mô tô bay sẽ được công bố trong thời gian không xa. Mời quý vị cùng theo dõi.